đến Bình Liêu nhất định bạn phải thưởng thức các món về ngựa, đặc biệt đến với quán lẩu ngựa Cương Bê Sồ tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ngựa ở đây chế biến tươi, ngon, hấp dẫn, khách đến thì nhà hàng mới bắt đầu làm thịt. Hương vị của lẩu ngựa rất thơm ngon, không có vị hôi, và đặc biệt quán ăn kèm với các loại bánh dân dã cổ truyền của Bình Liêu như bánh nếp, bánh tét, ăn rất tuyệt vời.